là không? Tôi hiểu cái tâm sư tướng đó. Nói ra là vã quá với mà. Rồi nói, trời ơi, nó không có đông người đây, nó là vã cái gì mà biết lần nữa. Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, mà khi mà Đàm Vĩnh Hưng muốn làm thì rất nhanh, trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Du cần gì không, đi đang ở đây nè, cầm áo xe máy của hết chưa, cái ngày vậy làm lập tức có quà. Rồi Hưng hay nói bà xã là bà Lùng chà bông ở nhà hết chưa là hiểu rồi đó, đó là hiểu rồi đó. Chiều sẽ có bánh tét chà bông, hũ này hũ kia me mứt là đem tới cái vài cái áo của mình đi. Và sau đó yên tâm đi, 1, 2, 3 ngày Du cho mình xin lại cái clip của mình rồi. Cái bài viết của tôi nó quên mất, không có chữ của tôi luôn. Viết dài không, khẳng định 100% nha. Và lúc đó chính đầu tiên mới nhìn thấy mặt chú luôn đó, chứ còn nói chuyện qua điện thoại không thôi. Hát bài của người ta quá trời đất luôn mà chưa bao giờ gặp mặt đó. Hôm nay có một sự hiện diện nó quá sức là vinh dự cho con và cho Hương, đó là sự xuất hiện của nghệ sĩ Đài Phương Trang. Thú thật với quý vị và các bạn, khi tôi nghe Đàm Vĩnh Hưng hát bài này thì tôi như sống lại cái thời tôi còn trai trẻ. Lúc đó thì ca khúc đầu tiên tôi viết về cái loài hoa 10 giờ, đó là ca khúc Hoa 10 giờ. Hôm chia tay chiều Chủ nhật, anh báo rằng tuần sau anh đến. Và sau đó thì tôi viết tiếp ca khúc Chuyện tình Hoa 10 giờ. Và ca khúc này đã được thu thanh qua tiếng hát Thanh Tuyền. Sau đó thì bắn đi một thời gian rất lâu thì tôi lại chợt nghe có một ca sĩ ở nước ngoài không biết tìm đâu ra cái phiên bản của ca khúc Chuyện tình Hoa 10 giờ. Và khi tôi nghe thì lúc đó nói thật, tiếng hát đó mới vừa là lóe sáng trên bầu trời âm nhạc. Đó là tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung. Và hôm nay Phi Nhung cũng có trong khán phòng này. Nói thật, lúc đó thì tôi chưa gặp Phi Nhung, và tôi đã thầm cảm ơn Phi Nhung đã đưa cái ca khúc này đến với người yêu nhạc. Và sau đó thì ca khúc này tiếp tục lan tỏa ở trong nước. Thì miền Bắc thì có anh Hồ Quang Tám, anh Hồ Quang Tám hát ca khúc này cũng rất thành công. Và sau đó tiếp tục là tiếng hát được vang lên. Và đến bây giờ hôm nay thì là Đàm Vĩnh Hưng. Nói thật với quý vị và các bạn, mỗi một ca sĩ có một nét hát riêng. Và mỗi khi tôi nghe bất cứ ca sĩ nào hát thì tôi như chìm đắm lại cái thời mà mình còn trai trẻ, cái thời mà mình buồn, mình vui, mình cái tâm trạng mình nó lan tỏa trong các ca khúc. Thì hôm nay nói thật, tự nhiên tôi thấy tôi sống lại thật trai trẻ, và tôi thấy như là tôi trẻ lại bao nhiêu là cái tuổi đời. Và biết đâu qua cái buổi hôm nay chú sẽ nhờ cái không khí này mà chú sẽ tiếp tục sáng tác thêm những ca khúc về hoa. Và sau này nếu Đàm Vĩnh Hưng cứ tiếp tục làm theo chủ đề này thì Đàm Vĩnh Hưng liên hệ chú và chú sẽ gửi thêm những ca khúc về hoa trong tương lai. Chú cảm ơn quý vị và chỉ là sự góp mặt của các nhạc sĩ, các nghệ sĩ trong buổi sáng.